cho cái này, cái này quay lại cho anh xem nha. Cũng quay mấy lần rồi, bận quá không có kịp test. Cái lô này là lô nguyên một lô của Pháp à. Nó đi theo những cái đồ mà đồ xe hơi á, có những cái controller của xe hơi rất là nhiều luôn á, nhưng mà không biết xài. Cái này cũng có xe hơi nè. Cái này 48V nha. Cái này nguyên một đám rồi nè, là của xe hơi hết nha. Có cái này là riêng à, cái này lấy sau nha. Đập vào mắt anh nhìn nè, anh nhìn thấy dây dòng à. Đó. Thấy đi không? Không phải đồng sợ nha, đồng thanh nha. Con này công suất cực cao. Con này trên thị trường nếu mà bán ra có hai giá nha. Nó đang thiếu cái bình dầu thôi chứ không có gì, bình cao áp á, bình dầu á. Cái này thì dễ nha. Mình nhờ bên tiện là vừa là được. Một cái bình dầu, nếu mà để như vậy á, test áp lên đủ hết, ok hết. Nhưng mà bao xài nha. Thì giá là 3,8 triệu, còn mà luôn bình dầu này nọ hết á 5 triệu nha, 5 triệu mới bán. Thông số nè. 24V nha. 3,2 kW. 2600 vòng 1 phút. Nó mất một số thông số. Nó có hai cọc à. Cái âm cái dương nha. Nó rất là đơn giản. Này chưa vệ sinh. Nhìn dây rất là đẹp ha. Đi chung với nó là một cái 24V nó mới mở ra. Cái 800W cũng là bơm này nha. 800W. 0,8 kW 24V. Toàn bộ hệ 24 hết các bạn. 24 hết nha. À có 48 chứ, cái này 48. Còn này 24 nè. Cái này 24 nè. 24 rất là nhiều nha. Chung về mình không lấy mình mấy cái controller á, nó có rắc vào đây nè. Nhưng mình không biết cách xài, mình thằng mình không dám lấy. Công ôm. Cái này thì 48 nha. Mấy cái này thì nè. Hệ 48V 500W IP54 Shockwave version 7.90. Nó có phần mềm. Ok, quay cho anh coi nha. Cái này bao xài, bán hai giá như vậy.